Hồ Chí Minh, thành phố Hoa Lệ luôn là điểm đến cực hot trên bản đồ du lịch Việt Nam. Với vẻ đẹp độc đáo của những địa danh nổi tiếng như Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, Địa đạo Củ Chi, khu du lịch Suối Tiên, công nhận ẩm thực hấp dẫn với bánh mì, lẩu bò, bánh tráng trộn, vân vân, Sài Gòn dễ dàng thu hút hàng triệu du khách ghé thăm. Thời gian đẹp nhất để du lịch thành phố Hồ Chí Minh là từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Tính tới thời điểm hiện tại, vé máy bay từ Hải Phòng đi thành phố Hồ Chí Minh được khai thác bởi cả 4 hãng hàng không nội địa với tần suất bay khoảng 16 chuyến mỗi ngày. Mức giá vé trung bình dao động từ 349.000 đến 989.000 Việt Nam đồng một chiều, chưa bao gồm thuế phí. Tuy nhiên, vào thời điểm khuyến mãi, bạn hoàn toàn có thể săn được tấm vé giá rẻ từ Hải Phòng đi Hồ Chí Minh chỉ từ 249.000. Hãy khám phá ngay vì kíp săn vé máy bay Hải Phòng đi Hồ Chí Minh giá rẻ chỉ từ 249.000 cùng Best Price ngay bây giờ nhé! Bí kíp đầu tiên, săn vé đi Hồ Chí Minh vào mùa du lịch thấp điểm. Mùa thấp điểm Sài Gòn rơi vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 11 nên giai đoạn này, mức giá vé đưa ra sẽ phải chăng hơn. Bí kíp thứ hai, bạn nên mua vé máy bay trước ngày khởi hành dự định 2 đến 3 tháng. Mua vé càng sớm, bạn càng có nhiều lựa chọn vé hãng bay. Thời gian bay, vị trí ngồi cũng như tránh được tình trạng cháy vé. Bí kíp thứ ba, chủ động cập nhật các chương trình ưu đãi của các hãng hàng không, đăng ký nhận thông báo từ bestprice.vn để không bỏ lỡ bất cứ thông tin khuyến mại nào. Bí kíp thứ tư, bạn lựa chọn các chuyến bay đêm hoặc sáng sớm nếu có để có giá vé ưu đãi hơn các khung giờ bay đẹp trong ngày. Bí kíp cuối cùng mà bạn cần bỏ túi ngay chính là sử dụng chức năng săn vé máy bay giá rẻ tại bestprice.vn. Để dễ dàng săn được vé giá rẻ Hải Phòng đi Hồ Chí Minh tại bestprice.vn, bạn hãy theo dõi hướng dẫn chi tiết sau đây nhé. Đầu tiên, bạn truy cập website bestprice.vn và chọn dịch vụ vé máy bay. Sau đó, bạn điền thông tin vào các ô trên màn hình để tìm kiếm vé. Bạn chọn điểm đi là Hải Phòng. Điểm đến là Hồ Chí Minh. Chọn thời gian bay mong muốn và số lượng hành khách. Nhấp tính năng tìm vé rẻ nhất và bấm tìm chuyến bay. Ngay sau đó, hệ thống sẽ hiển thị bảng vé Hải Phòng đi Hồ Chí Minh giá rẻ theo tháng. Để thay đổi thông tin tìm kiếm, bạn kéo lên phía trên hoặc lọc hãng dọc thời gian bay bằng các ô tương ứng ở trên góc phải bảng giá. Click chọn ngày bay có giá vé rẻ nhất phù hợp với mong muốn của bạn rồi nhấp chọn tôi muốn mua vé này. Ta-da! Tấm vé Hải Phòng đi Hồ Chí Minh giá trị 249.000 đã hiện ra rồi nè. Bạn click vào giá vé để xem tổng giá đã bao gồm thuế phí. Nhấp vào chi tiết vé để xem thêm các thông tin về điều kiện hoàn hủy, thay đổi vé cũng như quy định hành lý. Bấm tiếp tục rồi điền thông tin khách hàng. Thông tin liên hệ vào các ô được đánh dấu sao trên màn hình. Nhập mã giảm giá nếu có và click tiếp tục. Tiếp theo, bạn lựa chọn một hình thức thanh toán phù hợp trong số các kênh thanh toán tại Best Price, rồi kéo xuống dưới tích vào ô tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện về đặt dịch vụ trên website của Best Price. Cuối cùng, bấm tiếp tục để hoàn tất quy trình đặt vé. Lúc này, bạn chỉ cần đợi một cuộc điện thoại xác nhận từ Best Price và tiến hành thanh toán là đã thành công săn vé 249.000 từ Hải Phòng đi Hồ Chí Minh rồi đó. Bạn đã nắm rõ các bước săn vé máy bay Hải Phòng Hồ Chí Minh giá rẻ chỉ từ 249.000 rồi đúng không? Nhanh tay book vé ngay hôm nay để có thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ tại thành phố mang tên Bác với chi phí tiết kiệm nhất. Trong quá trình đặt vé, bạn vui lòng liên hệ tổng đài 1900 2605 của Best Price nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp nhé.